Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine, Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking, xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, kế hoạch chủng ngừa COVID-19 tại Úc là một trong những vấn đề mà chính phủ của Thủ tướng Morrison đã bị chỉ trích nhiều nhất vì lý do quá chậm chạp. Tuy nhiên, sự chậm chạp này có thể sẽ được cải thiện khi mà TGA cho biết sẽ sớm chuẩn nhận vaccine Moderna trong khi đó thì ngày hôm qua TGA cũng vừa có phúc trình về tình trạng máu đông và tình trạng viêm cơ tim sau khi chủng ngừa vaccine phòng chống covid-19 trên thế giới sự xuất hiện của chủng biến thể mới có tên gọi là Delta Plus đang gây nhiều quan ngại cho các chuyên gia và sau đây là phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021 Vaccine Moderna của Mỹ sắp được chuẩn nhận sử dụng tại Úc. Theo nguồn tin news.com.au, thì tiến trình xét nghiệm để chuẩn nhận vaccine Moderna của Mỹ đã tiến triển nhanh hơn dự phóng và có lẽ trong nay mai, cơ quan kiểm soát dược phẩm TGA sẽ chuẩn nhận khẩn cấp để vaccine Moderna được sử dụng tại Úc. Nhắc lại là chính phủ Úc đã đặt mua 25 triệu liều vaccine Moderna để bổ túc cho số lượng vaccine Pfizer tại Úc. Vì vaccine Moderna có những đặc tính tương tự như vaccine Pfizer và như việc PhaCV đã loan ngày hôm qua, việc sử dụng vaccine AstraZeneca đang giảm dần và có thể sẽ không còn được mặc nhiên sử dụng kể từ sau tháng 10 năm nay. Bởi vậy, theo dự phóng thì vaccine Moderna sau khi đã được TGA chuẩn nhận, thì 10 triệu liều sẽ được nhập cảng đến Úc vào quý tư của năm 2021 và khi đó sẽ được sử dụng song hành với vaccine Pfizer tại Úc. Đây là hai loại vaccine được sản xuất theo kỹ thuật mới gọi là mRNA và là kỹ thuật mà nước Úc chưa có khả năng sản xuất nội địa và do đó cần phải nhập cảng từ nước ngoài mà đa số là được sản xuất tại Mỹ hoặc tại châu Âu. Và để có thể làm chủ quá trình sản xuất vaccine nội địa, chính phủ Victoria hồi tuần trước đã có chương trình thử nghiệm khả năng sản xuất vaccine theo kỹ thuật mới mRNA tại một cơ sở nghiên cứu của Viện Đại học Monash ở Melbourne. Trong số 25 triệu liều vaccine Moderna mà nước Úc đã đặt mua, thì 10 triệu liều sẽ được chuyển đến Úc trong năm nay và 15 triệu liều còn lại sẽ được chuyển đến Úc vào quý 1 năm tới, tức là trong 3 tháng đầu của năm 2022. Theo thông tin từ TGA, thì vaccine Moderna có thể được sử dụng tại Úc như là một liều bồi dưỡng, tức là booster vào đầu năm 2022 cho tất cả cư dân Úc. Khác với Pfizer và AstraZeneca, vaccine Moderna có thể được chủng ngừa cho cư dân Úc từ 12 tuổi trở lên, trong khi tuổi thấp nhất của Pfizer là 16 và tuổi thấp nhất của AstraZeneca là 18. Đại dịch COVID-19 tại Úc, TGA phúc trình về vaccine Pfizer và tình trạng viêm cơ tim. Hôm qua, TGA đã phổ biến phúc trình liên hệ đến tình trạng máu đông sau khi chủng ngừa với vaccine AstraZeneca Đồng thời phúc trình này cũng có nêu lên tình trạng viêm cơ tim sau khi chủng ngừa với vaccine Pfizer. Trước đó, thì Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh CDC tại Mỹ cũng đã phổ biến phúc trình nghiên cứu về liên hệ của vaccine Pfizer với tình trạng viêm cơ tim, đặc biệt là sau lần chủng ngừa thứ nhì. Các giới chuyên gia vẫn chưa biết vì lý do gì mà tình trạng viêm cơ tim đã xảy ra sau khi chủng ngừa lần thứ nhì với vaccine Pfizer. Trong khi đó, thì đối với vaccine AstraZeneca, thì tình trạng máu đông lại thường xảy ra sau khi trích mũi thứ nhất và đặc biệt tỷ lệ bị máu đông nhiều hơn đối với thành phần dưới 60 tuổi. Theo TGA thì nước Úc đã có thêm 5 trường hợp máu đông, 4 tại New South Wales và 1 tại Victoria. Trong số này, 3 trường hợp đã được xác định là vì đã chủng ngừa với vaccine AstraZeneca và 2 trường hợp còn lại thì có thể có liên hệ. Tình trạng máu đông đã xảy ra khi số lượng tiểu cầu trong máu ở mức thấp và có khuynh hướng dính lại với nhau nên đã cản trở sự lưu thông của máu trong cơ thể. Tình trạng máu đông này được gọi tắt là TTS. Vào thời điểm này thì theo TGA đã có 38 trường hợp máu đông sau khi đã có 4 triệu 200 ngàn liều vaccine AstraZeneca được sử dụng tại Úc. Trong khi đó thì tại Úc chỉ có 2 trường hợp viêm cơ tim sau khi chủng ngừa với vaccine Pfizer. Đại dịch COVID-19, chủng biến thể Delta Plus là gì? Theo nguồn tin Reuters thì trong tuần này Ấn Độ loan báo là đã tìm thấy 40 trường hợp dương tính với biến thể của chủng biến thể Delta gọi là Delta Plus và chủng Delta Plus này đã được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 4 năm 2021 và đã được Bộ Y tế Ấn Độ xem là biến thể đáng lo ngại. Ngoài ra đây là một phân loại của chủng biến thể Delta đã được tìm thấy tại Nam Phi. Hiện các khoa học gia lo ngại là biến thể mới Delta Plus có khả năng lây lan mạnh mẽ hơn nhiều so với chủng Delta và điều này tất nhiên là sẽ làm giảm đi mức độ hữu hiệu của các loại vaccine đang được sử dụng hiện nay. Trong khi đó, thì các khoa học gia tại Ấn Độ đã xác nhận rằng chủng biến thể Delta Plus chứa một loại gen đột biến bổ sung lần đầu phát hiện ở Nam Phi và Brazil. Đây là những loại gen có liên quan đến tỷ lệ nhập viện cũng như tỷ lệ tử vong tăng cao trong đại dịch COVID-19 tại Nam Phi và Brazil. Tuy nhiên, theo đài BBC, nhiều nhà virus học, trong đó có bà Gagan Ripken, Ủy viên Hiệp hội Hoàng gia Luân Đôn tại Anh Quốc cho rằng hiện chưa có dữ liệu nào khẳng định Delta Plus có khả năng lây cao nhanh hơn hoặc làm cho bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng hơn so với các chủng biến thể khác. Chủng biến thể Delta Plus hiện nay đã xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới và vào thời điểm ngày 16 tháng 6 đã có ít nhất là 197 người đã bị nhiễm Delta Plus, gồm 36 người tại Anh Quốc, 18 người tại Thụy Sĩ, 9 người tại Poland, 22 người tại Bồ Đào Nha, 1 người tại Canada, 1 người tại nước Nga và 1 người tại Thổ Nhĩ Kỳ, 8 người tại Ấn Độ, 15 người tại Nhật Bản, 3 người tại Nepal và nhiều nhất là tại Mỹ với 83 ca nhiễm cũng may là chủng biến thể Delta plus này chưa xuất hiện tại Úc, nhưng thật ra đây chỉ là vấn đề thời gian. Vì trước đây thì chủng Delta sau khi đã lây lan đến hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới, thì nay Delta cũng đang có mặt tại Sydney và gây nên đợt bùng phát lần này tại ổ dịch Bondi. Trung tâm cách ly tập thể, liên bang bác đề nghị của Queensland và đưa ra địa điểm khác. Sự tranh cãi giữa liên bang và tiểu bang Queensland về một trung tâm cách ly tập thể có thể được coi là tạm kết thúc ngày hôm qua sau khi Thủ tướng Scott Morrison chính thức bác bỏ đề nghị của Thủ hiến Anastasia Palaszczuk. Đồng thời, ông Morrison cũng đã đưa ra một địa điểm mới để xây dựng trung tâm cách ly tập thể mà tiểu bang Queensland mong muốn. Địa điểm mới này nằm trong danh sách bất động sản thuộc Bộ Quốc phòng tại vùng Pinkamba. Nơi đây hiện đang có một tranh trại của quân đội. Nhắc lại là đề nghị của chính phủ Queensland là xây dựng một trung tâm tập thể cách ly gần phi trường Tugumba. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được chính phủ liên bang chấp thuận. Lý do theo lời Thủ tướng Morrison là vì đề nghị này thiếu nhiều chi tiết cần thiết. Địa điểm mới tại Pinkenba, theo đề nghị của chính phủ liên bang, cách phi trường quốc tế Brisbane có 5 phút lái xe và tiêu chuẩn đầu tiên mà chính phủ liên bang cứu xét để xây dựng trung tâm cách ly vì lập luận của liên bang là trung tâm cách ly cần phải gần những cơ sở y tế với thời gian tối đa chỉ là một tiếng đồng hồ lái xe. Ngoài ra trung tâm này cũng cần phải gần phi trường quốc tế để thời gian di chuyển hành khách từ phi trường đến nơi cách ly không quá lâu. Và yếu tố thứ ba là cơ sở này cần đặt tại một bất động sản do chính phủ liên bang sở hữu để có thể giảm hạ chi phí. Và đây cũng là yếu tố mà chính phủ liên bang đã cứu xét trong dự án xây dựng trung tâm cách ly tập thể tại Melbourne vài tuần trước. Thủ tướng Morrison cũng nói rằng chính phủ liên bang sẵn sàng cứu xét những đề nghị nào có thể thỏa mãn được ba yêu cầu nói trên của liên bang. Cơ sở mà chính phủ liên bang đang đề nghị là một lô đất rộng 30 hecta và hiện đang được sử dụng để bảo toàn các thiết bị quốc phòng. Chính phủ liên bang đã đề nghị là chính phủ lao động tại Queensland nên nghiên cứu và cứu xét địa điểm mới này. Tiểu bang Nam Úc thông qua luật nan y tự quyền Hôm qua, Nam Úc đã trở thành tiểu bang thứ tư tại Úc thông qua luật nan y tử quyền. Điều này có nghĩa là khi một người bị bệnh nan y đến giai đoạn không thể chữa trị được, thì người đó có quyền xin được tự kết liễu cuộc đời mình. Sau nhiều tháng nghiên cứu xem xét và thảo luận, tu chính án thứ 17 của dự luật này đã được Hạ viện Nam Úc thông qua ngày hôm qua, thứ năm ngày 24 tháng 6 năm 2021, kết thúc sự tranh cãi liên tục về dự luật này trong suốt 25 năm qua. Nhắc lại là trong vòng 25 năm qua, Nam Úc đã có 16 lần cứu xét 16 dự luật khác nhau về vấn đề này nhưng tất cả đều đã thất bại, mãi cho đến ngày hôm qua mới được Quốc hội thông qua. Theo luật mới này thì những người có quyền chọn lựa cái chết là những người tuổi từ 18 trở lên đã sinh sống tại Nam Úc ít nhất là một năm, đã bị chứng bệnh nan y không thể chữa được và tình trạng sức khỏe có thể được dự báo là sẽ đưa đến tình trạng tử vong trong vài tuần hoặc vài tháng sắp tới. Ngoài ra còn có thêm điều kiện khác nữa là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân không phải là thành viên trong cùng một gia đình và bác sĩ này sẽ không có lợi nhuận gì về cái chết của bệnh nhân. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Nam Úc cũng sẽ tổ chức những khóa huấn luyện và chỉ dẫn cho những người có trách nhiệm trước khi luật mới này được thi hành. Nhắc lại là tại Úc, tiểu bang Victoria là tiểu bang đầu tiên đã thông qua luật nan y tự quyền này hồi tháng 11 năm 2017. Và vào đầu năm nay 2021, Tây Úc và Queensland cũng đã lần lượt thông qua luật nan y tử quyền này. Và nay, Nam Úc là tiểu bang thứ tư đã theo chân ba tiểu bang nói trên. Giao thương với Bắc Kinh, Trung Quốc kiện nước Úc ra trước WTO. Trong giao thương căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra, ngày hôm qua Trung Quốc đã nộp đơn kiện nước Úc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới gọi tắt là WTO, với cáo buộc là nước Úc đã trợ giá và đã vi phạm các điều lệ cạnh tranh trong việc xuất cảng những thiết bị sử dụng trong ngành hỏa xa và thiết bị trong lĩnh vực xây dựng. Bộ trưởng Thương mại Úc ông Dan Tihan, cho biết là nước Úc đã nhận được cáo buộc này từ WTO và ông Tehan cũng đã xác quyết là nước Úc sẽ bảo vệ quyền lợi và lập trường một cách mạnh mẽ trước tổ chức WTO. Nhắc lại là trong thời gian gần đây khi giao thương giữa Úc và Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng, thì nước Úc đã hai lần kiện Trung Quốc ra trước tổ chức WTO. Lần thứ nhất liên hệ đến vấn đề thuế quan của lúa mạch mà nước Úc xuất cảng đến Trung Quốc và lần thứ nhì liên quan đến thuế quan của rượu nho. Trong cốt lõi, cả hai lần kiện này, nước Úc đã cáo buộc Trung Quốc kỳ thị sản phẩm của Úc bằng cách đánh thuế quan ở mức độ rất cao khi mà Trung Quốc đã gia tăng đến 220%. Tất nhiên, thủ tục kiện trước WTO sẽ mất rất nhiều năm để giải quyết, nhưng đôi khi những vụ kiện tụng này đã tạo ra môi trường để hai bên có thể thương thuyết song phương. Lập trường của nước Úc hiện nay là lúc nào cũng sẵn sàng thảo luận song phương ở cấp bộ trưởng để giải quyết những khác biệt giữa đôi bên. Tuy nhiên cho đến nay thì Bắc Kinh đã từ chối mọi sự tiếp xúc mà các bộ trưởng thương mại của Úc đã đề nghị, trước kia với nghị sĩ Simon Birmingham và nay với bộ trưởng Dan Tihang. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 10 giờ sáng thứ hai.